mình sẽ lấy cái dao con này đây. Đó, để miếng này mình sẽ xếp lên đĩa và cắt tiếp. Đơn giản thôi các bạn này. Các bạn này xuống được hay này, cái trên này cũng được. Rất là đơn giản. Mình sẽ bổ tiếp một cái miếng nữa cho các bạn xem nhé. Chọn cái miếng này như này, sau mình sẽ cắt. Mình thử bằng con dao con này xem nào. Cũng được, chả cần phải dao to. Mình cắt luôn trực tiếp luôn cái dao bé này. Thank you.
Mình sẽ sắp lên đĩa nha. Như vậy là xong. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nha. Chúc bạn làm YouTube thành công và nhớ đừng quên đăng ký cho mình. Bye bye mọi người.